Hiện tại tôi đang có mặt tại phòng nghe Dali Callisto của nhà phân phối Nguyễn Audio. Tại phòng nghe này, Nguyễn Audio giới thiệu hệ thống loa hand không dây Dali Callisto gồm có loa Dali Callisto 2C và Dali Callisto 6C. Thiết bị này đây là cái bộ phận hub với tên gọi là Dali Callisto Sound Hub. Về nguyên lý hoạt động thì tất cả các nguồn phát nó sẽ được tập trung ở đầu Dali Callisto Sound Hub. Dali Callisto Sound Hub nó sẽ truyền những tín hiệu không dây đến hệ thống loa Dali Callisto 2C hoặc 6C tùy vào nhu cầu của người sử dụng. Thì bên trong hai cái mẫu loa này đều được tích hợp âm ly Class D bên trong, tạo thành một hệ thống có chất lượng trình diễn tiệm cận với hai end, nhưng mà giải quyết được cái khâu là không có kết nối dây dẫn. Tôi xin nói thêm một chút về cái thiết kế và cấu tạo của Dali Callisto 6C. Thì mặc dù là một cái thiết kế loa hai end dành cho cái nhu cầu kết nối không dây, nhưng nó vẫn được trang bị những công nghệ driver cao cấp nhất của Dali mà các bạn có thể thấy ở đây. Thứ nhất, đây là cụm driver Twitter Hybrid. Nó sử dụng một cái loa chép ribbon và một loa chép đơm lụa kết hợp với nhau để trình diễn dãy cao. Còn về dãy trầm thì sẽ được hai cái loa midwoofer sử dụng chất liệu màn, đó là màn sợi gỗ. Đây là một thiết kế đặc trưng của Dali. Hệ thống Dali Callisto có hai lựa chọn màu sắc, đen và trắng. Và cái finishing nó đều là dạng mờ. Cho tới thời điểm này, đây là một trong những lựa chọn rất tốt cho việc setup một hệ thống âm thanh có chất lượng tốt cận với lại chất lượng của âm thanh high-end trong một cái diện tích setup nhỏ. Thì vừa qua, hệ thống Dali Callisto 6C và Dali Callisto Sound Hub được Hiệp hội Tiêu dùng Châu Âu bình chọn là bộ dàn hi-fi không dây có chất lượng trình diễn tốt nhất năm 2018.